Sau đây xin mời bà con cô bác nghe tiếp phần thứ hai của câu chuyện kể của mũ đò Nguyễn Tấn Vinh. Khoảng 1 giờ chiều, tôi đến đồi đá gặp ngay Trung tá Lê Hồng, nữ đoàn phó. Ông trao lệnh bằng miệng cho tôi: ông thiếu quý dẫn trung đội lên chiếm ngọn đồi cho tôi mau. Nhìn theo ngón tay chỉ về hướng ngọn đồi đá trước mặt, tôi nhìn thấy có cây cờ xanh đỏ cắm trên đỉnh đồi. Không do dự, tôi liền dẫn lính cùng chạy lên xung phong đánh chiếm ngọn đồi. Vì lữ đoàn phó ra lệnh trực tiếp bằng miệng, ai dám cãi lời. Chúng tôi chiếm ngọn đồi hạ cây cờ không khó khăn vì không có địch. Được biết chỗ ấy lúc đêm khuya, bộ chỉ huy lữ đoàn 1 và bộ chỉ huy tiểu khu Long Khánh di tản đến đó đã bị phục kích nên khựng lại. Tiểu đoàn được lệnh rẽ phải đi trong rừng cao su về Phước Tuy. Về đến Phước Tuy, đại đội 94 đóng quân trên núi Ông Tịnh gần sân bắn của quân trường Vạn Kiếp. Chiều hôm sau, anh Thăng theo xe phát lương về Sài Gòn. Tôi được chỉ định xử lý thường vụ đại đội trưởng 94. Lúc bấy giờ có 3 thiếu úy tăng cường về 94. Có 2 người khóa 29 Đà Lạt ra trường non vì mất Đà Lạt, và 1 người từ đơn vị bộ binh quân khu 2 di tản. Xin về nhảy dù, tôi chỉ thị 2 ông Đà Lạt về nắm trung đội 2 thay thế tôi và ông kia về trung đội 1. Tối đến, đích thân Chi Lăng ban ba của tiểu đoàn lệnh cho tôi đưa đại đội xuống đường lộ để vô bảo vệ thị xã Phước Tuy. Tôi lên máy thông báo cho các trung đội trưởng kế hoạch chuyển quân. 2 trung đội đi trước vào đổ quân gần sát thị xã, làm đầu cầu chờ trung đội 3 và 4 đi sau vì chỉ mỗi 1 chiếc GMC. Chuyến sau vừa qua khỏi ngã ba Vũng Tàu thì một loạt súng nổ vang từ bìa làng bên tay trái. Người tài xế hốt hoảng, xe chạch xuống lề đường bên phải bờ ruộng lúa đã gặt xong. Tôi ra lệnh cho binh sĩ ép sát lề đường và báo máy về tiểu đoàn. Sau đó tiếng súng im bặt, không có tổn thất, quá may mắn. Lúc bấy giờ, Trung tá Lê Hồng vào tần số đại đội hướng dẫn tôi trực tiếp trên máy chỉ tôi cách tiến quân vô thị xã và bố trí đóng quân khuya hôm đó, thì bộ chỉ huy lữ đoàn 1 và trinh sát rút quân. Gần sáng, địch quân pháo kích, cơn mưa pháo dội xuống thành phố Bà Rịa trong chốc lát tan hoang, đổ nát chết chóc thê lương. Tiếng máy gọi về báo cáo tổn thất của các trung đội, chưa kịp ra lệnh cho các trung đội trưởng, thì máy của tiểu đoàn gọi xuống ra lệnh cho tôi. Tôi lúng túng vì lần đầu tiên phải ứng xử trong tình huống tai bên trái nhận lệnh từ tiểu đoàn. Bên phải áp sát ống liên hợp vào tai, miệng thì ra lệnh cho cả trung đội trên cương vị người đại đội trưởng tại mặt trận. Tiếp theo là chiến xa địch tràn vào thị xã Phước Tuy. Chiếc T-54 chạy ngang qua mặt chúng tôi, cách hố cá nhân của mấy thầy trò tôi vài thước. Katem, góc người thiểu số, dương khẩu M-72 chưa kịp bóp cò vì còn nhắc tôi ghi tên để lãnh tiền thưởng có công việc chiến xa. Rất may, nếu không tôi đã bị sức phục hậu của M-72 ngay mang tay thì chắc đi đâu. Vì bị trung đội 3 của bàn thổi M-72 quá rác, xe lùi lại, trở đầu. Khi vừa qua khỏi chúng tôi mấy thước, Katem thổi trái M-72 ngay đít xe, bốc khói, xe đâm vào bồn chứa nước của thành phố. Tiếp theo, nhiều chiếc PT-76 và T-54 tiến vào, có cả bộ binh tuần thiết khạc đạn như mưa. Cùng lúc địch quân pháo kích khắp nơi trong thị xã. Chúng tôi chiến đấu đơn độc, không có pháo binh và phi pháo yểm trợ. Chống cự với địch quân đông đảo, hỏa lực mạnh gấp trăm lần trong suốt buổi sáng. Đại đội 94 nát như dẻ rách, thành phố đổ nát điêu tàn, cảnh chết chóc thê lương của dân, của lính, của giặc thù sau cơn lốc bão lửa ập xuống. Cuối cùng, thiếu tá Lê Mạnh Đường, tiểu đoàn trưởng ra lệnh cuốn chiếu. Chúng tôi may mắn còn gặp một chiếc M113 cuối cùng di tản. Xe bị đứt xích bên phải nhưng vẫn ì ạch lăn bánh. Họ cho chúng tôi lên xe chạy ra cầu Cỏ Mây. Sau khi vượt sập cầu, tiểu đoàn chính án ngữ tại đây. Chiều ngày 29 tháng 4 năm 75,
Tiểu đoàn chính di tản từ cầu Cỏ Mây về Bến Đá, Vũng Tàu cùng với thiếp vận xa M113 tăng phái. Chúng tôi xuống các ghe đánh cá của dân chúng neo gần đó đã được lữ đoàn chiếm giữ. Khoảng 1-2 giờ sáng đến Vàm Láng, Gò Công, các đại đội trưởng phải liên lạc và gom quân về lại trên từng chiếc tàu của mình. Mỗi đại đội một chiếc riêng. Bộ chỉ huy tiểu đoàn cũng trên một chiếc riêng biệt cùng với khoảng 30 quân nhân của thiết giáp, có ông đại quý chi đoàn trưởng tên Lượng. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 75, ông Đường ra lệnh cho 94, tôi đổ bộ vô bờ lại tại chợ Vàm Láng. Nhưng khi tàu vào gần bến, súng nổ dữ dội về hướng chúng tôi, không vô được nên phải trở ra neo tàu gần các đại đội khác. Gần trưa ngày 30 tháng 4 năm 75, ông Minh tuyên bố đầu hàng. Ông Đường gọi máy các đại đội trưởng đến tàu của ông họp. Tôi cùng với Dũng, người hiệu thính viên, lấy chiếc ghe đuôi tôm chạy lại tàu ông Đường. Sau khi tuyên bố tình hình chiến sự, cho biết vì ông Dương Văn Minh đã ra lệnh đầu hàng, chúng ta cũng rã ngủ. Ông có nhận được nguồn tin từ quân đoàn 4 cho biết, hướng đi phương giác 17 cho hải phận quốc tế sẽ gặp hạm đội 7 của Mỹ. Nếu ai muốn đi thì theo ông, còn ai muốn về với gia đình thì tùy ý. Chúng tôi về nói lại với lính của mình, một số ít lên bờ, số còn lại quyết định đi cùng với chúng tôi. Anh ta cho biết dầu chỉ còn đủ chạy về đến Vũng Tàu vì họ đi đánh cá gần biển Thái Lan, khi về đến đây bị chúng tôi bắt. Thế là tôi lấy chiếc ghe đuôi tôm chạy xin dầu từ các tàu chung quanh, nhưng chỉ được mười mấy lít. Tôi lấy ống dòm nhìn ra biển, thấy được một chiếc tàu đang chạy về hướng chúng tôi. Liền nói Dũng mang máy lên, ghe đuôi tôm chạy ra chặn đầu. Tôi đã chặn bắt được chiếc tàu sắt to lớn, màu trắng, có đầy đủ dụng cụ hải hành như antenna và radar. Dẫn chiếc tàu ấy vô lại tàu đánh cá, để đưa nguyên đại đội 94 lên, định cùng đi Mã Lai với họ. Nhưng ông Hồi gọi lên máy báo cho ông Đường là tôi bắt được chiếc tàu sắt to ngon lành và có ông thiếu tá hải quân làm tài công. Thế là ông Đường gọi máy lệnh cho tôi đưa chiếc tàu sắt mới bắt được lên cho ông. Và ông Đường cùng bộ chỉ huy tiểu đoàn và binh sĩ của đại đội 90 lên tàu sắt, để lại ông đại quý Lượng và lính thiết giáp trên chiếc tàu cũ của ông. Phần tôi về lại chiếc tàu đánh cá cùng với đại đội 94. Đến 4 giờ chiều khởi hành, ông Đường trên chiếc tàu sắt sân màu trắng dẫn đầu các tàu của từng đại đội 91, 92, 93 và 94 chạy theo. Chiếc tàu của thiết giáp chạy sau cùng. Đến tối, tàu của tôi hết dầu, gọi ông Đường xin cấp cứu. Ông trả lời, đang ở trước quá xa không thể quay lại, bảo tôi lên các tàu của những đại đội khác. Lúc đó anh Tường, đại đội trưởng 93 chạy ngang qua tôi. Nhưng tàu anh lính đông quá, không thể chở thêm. Tôi gọi ông Đường cầu cứu và ông bảo tôi còn tàu của thiết giáp. Tôi liên lạc với ông Lượng. Ông không muốn cứu chúng tôi. Tôi hăm dọa là sẽ bắn M72 chìm tàu ông nếu không cứu tôi. Tôi nghe được ông chủ tàu nói vào mấy ông Lượng là tàu lớn còn rộng chỗ, có thể chở thêm cả trăm người nên đồng ý ghé qua vớt chúng tôi. Lúc bây giờ có khoảng mười mấy người lính 94 cùng ở lại với chiếc tàu hết dầu. Khi lên tàu với thiết giáp, đại đội 94 tôi còn tất cả là 86 người. Có Lê Ta, Hạ Sĩ Nhất Cáp Cội, Dũng mang máy cho tôi và Bình Khatem, người đệ tử khỏe mạnh hiện sống ở Dallas, và Bò Thanh thợ cắt tóc, Cảnh y tá, Minh Cá Trê y tá, Tám Trao Má, Quan Lòi và Thằng Nhục phụ tá truyền tin. Sau khi lên tàu cùng với thiết giáp, tôi ngủ một giấc thì ông Lượng gọi dậy, nói gọi cho ông Đường không được. Tôi gọi cũng không được và nhìn vào hải bàn trên tàu của ông chủ, thấy hướng 17 ở vòng đỏ. Chúng tôi đi lạc hướng, tôi mở địa bàn ra và đưa mũi tàu về đúng hướng 17 ly giác. Một lúc sau bắt được tần số của tiểu đoàn, và nhìn thấy đoàn tàu của ông Đường chạy bên phải, chúng tôi liền chạy theo cho đến tối thì gặp hạm đội Mỹ. Lúc tàu chúng tôi chạy theo đoàn tàu tiểu đoàn, quân số đại đội 94 là 86 người kể cả tôi.
máy truyền tin PRC-25 vẫn liên lạc với tiểu đoàn và vẫn nhận lệnh từ đích thân 504 Lê Mạnh Đường. Súng ống còn đầy đủ cả cối 60 ly, phía thiết giáp 26 người, dân sự 8 người tất cả. Nhưng cuối cùng, dân sự chỉ có 4 người lên tàu Mỹ, trong đó có vợ tôi bây giờ là Nguyễn Thu Vinh. Sau khi theo được đoàn tàu tiểu đoàn, tôi định nhắm mắt ngủ tiếp thì thằng Nhục tới khều khều. Tiểu quý, xuống sau bếp ăn cơm nóng có thịt kho nữa. Tôi hỏi, cơm thịt đâu ra mà ăn? Nó ra dấu im lặng vừa nói nhỏ cứ xuống ăn đi. Thế là chúng tôi dẫn vài Nhục ba thầy trò ra sau bếp. Trời, tôi trố mắt nhìn nồi cơm trắng bốc khói và nồi thịt kho đậm màu, cánh gián. Óng ánh trong nước mỡ của thịt quá tuyệt vời. Tôi định bụng chỉ ăn mỗi đứa một chén thôi. Nhưng sau bao nhiêu ngày chiến trận khốc liệt đói khát, không có cơm nóng như thế này, nên chúng tôi đã không cầm được sự cám dỗ của lòng háo ăn, nên thanh toán sạch sẽ cả cơm và thịt trong nháy mắt. He he, nhảy dù mà, đánh nhanh trút lẹ, ngồi trên đi văng với điếu thuốc trên tay say sưa với cảm giác mặn ngọt và béo ngậy của những miếng thịt kho với cơm nóng. Bữa ăn ngon nhất trong năm của đời lính trận. Bỗng nhiên, một cô bé đến bên tôi cất tiếng nhẹ nhàng. Thiếu quý có thịt hộp không? Cho em một lon. Tôi ngạc nhiên hỏi, cháu xin thịt hộp làm gì? Dạ, ở đây mới nấu nồi cơm và kho nồi thịt cả nhà chưa kịp ăn, giờ ra sau bếp không biết ai đã ăn hết cơm và thịt. Cô bé trả lời và nói tiếp, trên tàu đồ ăn như cá khô thì nhiều, nhưng ba em ăn cơm phải có thịt quen rồi. Tôi áy náy và hối hận cùng với nỗi xấu hổ không biết đục mặt đi đâu. Không biết trên mặt, trên môi tôi có còn dính chút mỡ heo nào không. Lỡ rồi tôi phải đóng cho tròn vai. Ê Nhục, mày coi còn đồ hộp ba lát nào không? Đưa cho cháu đây. Ủa, mình mới được trực thăng thả đồ tiếp tế hả thiếu quý? Cái thằng ôn dịch còn chơi tôi. Tôi biết chắc cả đại đội không có đứa nào còn thịt hộp vì chúng tôi đã đánh nhau suốt cả tháng trời không được tiếp tế, ngay cả đạn dược cũng không. Lấy đâu ra thịt hộp lương khô? Nhờ có bữa ăn cơm nóng với thịt kho trên tàu, thế mà duyên nợ đã đưa đẩy chúng tôi đến với nhau nên thành vợ chồng. Chiều hôm sau khoảng 2-3 giờ, lệnh của tiểu đoàn gọi xuống báo cáo quân số tổng cộng bao nhiêu và dân sự bao nhiêu người để tiểu đoàn báo cho lữ đoàn và thông báo cho hạm đội Mỹ. Tôi hỏi ông chủ tàu, bác có đi không? Nếu bác đi thì cho biết tất cả bao nhiêu người. À, tôi phải đi chứ, tôi công giáo di cư mà. Chúng tôi có 8 người, cả cô con gái và những người thợ giúp việc trên tàu. Tôi lên máy báo về tiểu đoàn. Nửa tiếng sau ông già nói với tôi lấy tên ra, người công giáo không thể làm điều bất nhân được. Vì vợ tôi và các anh em nó, ông chỉ tay về cô bé còn ở Vũng Tàu. Tôi gọi máy báo gặp tên những người dân sự ra. Sau đó ông lại xin ghi tên đi. Sau nhiều lần đi và không đi, cuối cùng ông quyết định không đi. Tôi lúc đó nói với ông rằng, thưa bác, cháu xin lỗi bác, trong mấy ngày qua cháu có lớn tiếng và có lúc làm bác buồn giận. Nhưng đó cũng chỉ vì tánh mạng và các anh em đồng đội của cháu thôi, xin bác tha thứ. Cậu nói vậy thì cũng thuộc loại người tốt biết điều. Và quay sang phía cô bé, tiếp lời. Nó 18 tuổi rồi, tôi gửi nó theo cậu. Tôi về chở mẹ và các anh em nó ra lại. Tôi nhớ hướng đi rồi. Khi ra đến hạm đội 7 của Hoa Kỳ, tàu chúng tôi được hướng dẫn đến chiếc tàu lớn. Họ thả thang xuống chiếc tàu chở hàng và lính dưới tàu chen chúc. Hối hả leo lên chiếc thang dây. Thấy mọi người mất trật tự nên người Mỹ trên tàu kéo thang lên. Sau đó có tiếng loa kêu gọi bằng tiếng Việt. Ai là sĩ quan dưới tàu thì đưa tay lên. Tôi và đại quý lượng thiết giáp cùng tất cả sĩ quan đều đưa tay lên. Họ nói tiếp. Ai là người cấp bậc lớn nhất để tay còn lại, tất cả bỏ tay xuống. Ông ra lệnh cho lính ông xếp hàng một thứ tự lên tàu. Đại quý lượng ra lệnh, nhưng không một ai chịu vô hàng ngay thẳng. Tôi nghĩ lính nhảy dù sẽ không nghe lệnh của ông thiết giáp. Khi chưa có lệnh của cấp chỉ huy, liền đứng ra truyền lệnh cho anh em vào hàng. Sau đó họ lại thả thăng dây xuống.
Hai người lính quân cảnh của Mỹ xuống gặp tôi đứng ngay cầu thang, vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho tôi cởi dây ba chạc đeo khẩu con 45, và anh ta lấy cây con của tôi, bấm nhả băng đạn rồi bỏ cây súng vô túi quần. Tôi nói còn rất nhiều súng, tay chỉ về đóng súng dưới mấy tấm phong sâu, và họ đã dỡ mấy tấm phong sâu và vứt hết súng đạn đủ loại gồm cả cối 60 ly Đại Liên M60 súng biển. Ngay cả máy PRC-25 còn đang liên lạc với đích thân Lê Mạnh Đường. Họ sắp xếp cho thường dân lên tàu trước, và cô bé con ông chủ tàu cùng người anh em họ và chú họ lên tàu. Tôi đến dặn dò, và quên không hỏi tên. Tôi hứa thế nào chú cũng tìm gặp cháu. Chúng tôi lần lượt lên tàu và quân cảnh Mỹ lục soát chúng tôi thật kỹ, vứt bỏ tất cả những vật bằng kim loại, ngay cả cây ghim túi. Tôi là người lên sau cùng và chúng tôi ngồi phía sau con tàu. Phía trước là dân sự rất đông, chính giữa được ngăn chặn bởi dây thần và có lính thủy quân lục chiến Mỹ đứng canh gác, không cho lính qua khỏi dây hướng dân sự. Như vậy tôi đã lạc mất cô bé. Chúng tôi được biết là tàu dự định đón 2.000 người, nhưng cuối cùng đã lên đến trên 5.000. Cho nên lương thực không đủ cho số người quá tải. Thế nên họ yêu cầu chúng tôi, lính tráng trai trẻ ăn ít một chút, nhường phần cho phụ nữ và trẻ con cùng người già cả. Sau một ngày, hai đêm lên đên trên biển, cuối cùng chúng tôi được biết tàu sẽ ghé vào Subic Bay của Phi Luật Tân. Chúng tôi xuống đây ăn uống ngủ một đêm. Sáng hôm sau được phi cơ C-130 chở qua đảo Guam. Sau khi xếp hàng ăn sáng xong về liều thì gặp lại cô bé. Lúc bấy giờ cô bé diện đồ tây, trông lớn và xinh hơn lúc mất nồi thịt kho. Gặp nhau cô bé vui ra mặt, nụ cười tươi như một đóa hoa thật đẹp. Tôi phải công nhận lần đầu tiên nhìn thấy người con gái cười đẹp như vậy. Tôi nói với nàng chờ tôi ở đây để cùng đi qua đảo Guam. Tôi về liều gọi anh em. Khi ra lại không thấy cô bé vì dòng người rất đông lũ lượt tiến về phía phi đạo. Đến Guam, tất cả anh em 94 cùng ở chung một liều. Mỗi ngày sắp hàng đi ăn nhà ăn gần bên liều. Một hôm tôi nói với anh em là đến xem cả khu trại có bao nhiêu nhà ăn rồi chia nhau ra xếp hàng, hết các nhà ăn. Thằng Nhục lại hỏi, chuyện mất công vậy thiếu quý? Tao tìm người. Tôi có ý định của tôi là nhờ tất cả anh em đi ăn khắp nơi để tìm cô bé. Hai hôm sau đang ngủ trưa thì tài đuôi thức tôi dậy báo tin đã tìm được cô bé và đưa tôi đến gặp. Gặp lại nhau, lần này tôi ngỏ ý hỏi nàng có muốn về liều của tôi không. Sau một chút do dự, nàng trả lời bằng lòng đi và xách vali theo tôi về liều. Ba ngày sau, chúng tôi làm thủ tục để vào các trại định cư trên đất Mỹ. Khi người làm giấy tờ hỏi tên cô bé trả lời Nguyễn Thu Vinh, tôi ngạc nhiên tự nhủ. Cô bé ghẹo tôi vì có lẽ nàng đã nhìn thấy tên tôi trên ngực áo. Nhưng khi đưa thẻ học sinh ra, tôi mới hết ngỡ ngàng. Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ. Ngày xưa gặp thằng đệ tử tên Nhục, để suốt thời gian binh nghiệp binh Nhục có nhau. Cuối cùng, lãnh cái Nhục đau thương đầu hàng trong uất hận, Nhục mất nước. Giờ lại gặp người con gái tên Vinh. Vinh Vinh, không biết tương lai tôi và em có vinh quang, vinh hiển như ý nghĩa của tên gọi. Hay lại phải đắng cay bất hạnh, đúng là định mệnh đã sắp xếp cho tôi một cuộc đời. Cuối cùng tôi cũng được vinh phúc trong cuộc sống gia đình. Và chúng tôi đã đến trại tị nạn England's Air Force Base ở tiểu bang Florida. Sau đó được một người Mỹ bảo lãnh chúng tôi ra thành phố Alexandria, Louisiana tháng 6 năm 75. Không ngờ sau nhiều lần ngần ngại chọn người bảo trợ, chúng tôi bị rơi vào tình huống bị bảo trợ bỏ rơi. Lúc bây giờ gọi là phong sâu lũng. Không nơi cư trú, không nơi nương tựa, hai vợ chồng đang lang thang ngoài đường nơi xứ lạ quê người để tìm điện thoại công cộng gọi về cho văn phòng tị nạn. Tình cờ có một chiếc xe chờ tới dừng lại. Người phụ nữ Á Châu ngồi ở ghế hành khách hỏi, Where you come from? Tôi trả lời, À, Việt Nam. Trời ơi, anh Việt Nam hả? Thế rồi chị nói chồng dừng xe lại.
Anh chàng Mỹ trắng mở cửa xe bước xuống bắt tay tôi và móc túi áo, lấy gói thuốc mời tôi một điếu, và mở cốp xe bỏ chiếc vali của bà xã và mời chúng tôi lên xe. Sau khi nghe câu chuyện chúng tôi trao đổi với chị Hoa về chuyện bị bảo trợ bỏ rơi, thế là chúng tôi về nhà anh Kinh chồng chị Hoa trong phi trường quân sự ở Alexandria tá túc. Một tuần sau, Kinh xin cho tôi cùng đi làm thêm với anh buổi chiều từ 5 tới 11 giờ đêm. Kinh làm việc trong văn phòng. Anh là một quân nhân binh chủng không quân. Tôi theo anh trong toán dọn dẹp đổ rác các văn phòng làm việc của lính không quân trong căn cứ. 2 tháng sau, tôi được nhận làm việc toàn thời gian trong nhà thương Gravit Hospital, chức vụ bác sĩ chùi rửa nền nhà và đánh bóng nền nhà. Sau 1 năm làm việc tại nhà thương, tôi đã thi đậu bài test của chương trình CETA, đi học nghề được lãnh lương chính phủ trợ cấp 2 đồng lẻ 5 xu 1 giờ, lương căn bản lúc năm 75, và tôi học nghề auto mechanic. Lúc bấy giờ vợ mang bầu bệnh ốm ngán không thể đi làm, tôi phải làm thêm ban đêm từ 5 giờ chiều tới 11 giờ khuya, rửa chén trong nhà hàng Tàu. Khi vợ sinh được 1 tháng thì xin việc làm, em vừa làm vừa học lại. Năm 83 chúng tôi dọn về Port Arthur, Texas, mở nhà hàng sinh sống đến năm 93 sang tiệm. Vợ tôi làm thư ký cho nhà thờ, còn tôi làm manager cho một supermarket của Mỹ. Hơn 40 năm làm việc không ngừng nghỉ, có khi phải cày ngày lẫn đêm 10 mấy tiếng để trả nợ áo cơm nơi xứ người. Giờ đây các con đã trưởng thành, tôi quyết định nghỉ hưu sớm để ở nhà nấu cơm kho thịt trả lại món nợ nồi cơm và thịt kho năm xưa. Vinh Tấn Nguyễn và Vinh Thu Nguyễn gặp nhau trên biển, vượt ngàn trùng hải lý đến được bến bờ tự do Mỹ quốc và cưới nhau tháng 7 năm 75 tại Mỹ. Con gái đầu lòng sinh năm 76 tại Mỹ, cháu tên Việt Nam là Nguyễn Thị Hải Lý. Kỷ niệm chuyện tình ba mẹ vượt ngàn trùng hải lý, tên Mỹ là Hailey Thu Nguyễn. Cháu đã được nhận vào trường West Point ngay sau khi tốt nghiệp trung học, nhưng cuối cùng từ chối và theo học ngành y khoa, ra trường mở phòng mạch khám toàn khoa. Thằng con trai thứ nhì sinh năm 81 là dược sĩ, cháu gái út sinh năm 93 đang xin vào trường nha khoa. Hy vọng nếu được nhận thì có cả bộ ba sĩ. Xin cảm ơn trời, cảm ơn em đã cho anh tình yêu, một mái ấm gia đình, cho anh món quà vô giá là 3 đứa con thật tuyệt vời. Christmas 2017. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả, cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.